thành triệu phú nhờ con cá tra. Để kinh tế khá giả như ngày bây giờ tôi phải thông qua bao gian khổ vất vả, ông Tám Đậu kể. Trước đây ông vốn xuất thân trong gia đình nghèo khó, không tài sản, không đất đai. Thời còn trẻ, để kiếm sống ông phải làm thuê làm mướn đủ nghề. Sau khi lập gia đình ở Cà Mau, ông cùng bà xã trở về quê hương tại ấp Phú Thượng xã Phú Thành, huyện Phú Tân, sinh sống. Quá trình lao động, ông cùng gia đình cần cù tích góp từng chút để mua đất nuôi cá. Mỗi năm ông Tám Đậu xuất bán 2.000 tấn cá thương phẩm ra thị phần ảnh, dân diệt. Nhờ nuôi cá mà ông Đậu thoát nghèo, biến thành triệu phú. 20 năm ôm tiền đi làm từ thiện. Địa phương tôi ở là xã Dùng Sâu, nói về kinh tế thì rất gian khổ, dân còn nghèo khổ, cơ cực, bé đau bệnh tật không có tiền đi viện chữa trị. Ông Tám Đậu tâm sự, bản thân ông đã có thời kỳ sống trong đói nghèo, hơn ai hết ông rất thấm thía nỗi cơ cực của các người nông dân nghèo. Thế nên, khi cuộc sống gia đình mới đầy đủ ăn đủ mặc, ông đã nghĩ đến chuyện giúp đỡ người nghèo. Thời gian đầu ông cho gạo, giúp đỡ bằng tiền mặt đối với các tình huống bà con hàng xóm bé đau, hoạn nạn. Năm 2009, khi đó kinh tế gia đình cũng có chút dư giả, ông đã bàn bạc với hai người anh của mình, góp tiền mua chiếc ô tô chuyển bệnh nhân đi bệnh viện Ri đầu tiên cho xã Phú Thành trị giá 540 triệu đồng. Đến năm 2017, cá nhân ông liên tiếp thu thập mua thêm chiếc xe chuyển bệnh nhân mới nữa trị giá 700 triệu đồng để giúp đỡ bà con trong xã. Có các khi cả hai xe chuyển bệnh nhân đều bận, ông sẵn lòng dùng chiếc xe 7 chỗ của gia đình để giúp chuyển bệnh nhân ri. Thấm thía cảnh đói nghèo nên 20 năm nay, ông Tám Đậu tích cực làm công tác từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh gian khổ. Để có nguồn tiền ổn định làm từ thiện, năm 2011 ông bàn với gia đình gom tiền mua 4 hecta đất ruộng trồng lúa để cho thuê, lấy tiền làm quỹ từ thiện, bởi khi đó nghề nuôi cá tra bấp bênh, ông sợ không có tiền giúp đỡ bà con gian khổ. Đến năm 2017, ông lại mua thêm 5 hecta nữa. Hiện quỹ từ thiện của gia đình có tổng cộng 9 hecta đất ruộng, cho thuê, mỗi năm kiếm được khoảng 300 triệu đồng. Thực ra, làm từ thiện chưa hẳn gì thành tích hay để tuyên dương. Tôi có muốn làm việc tốt, việc thiện để sau này các con tôi noi gương theo cha mẹ. Và khi giúp đỡ các người còn gian khổ tôi thấy trong lòng vui vẻ, ông chia sẻ. Gắn bó với công tác từ thiện cộng đồng hơn 20 năm, ông Tám Đậu thừa nhận đôi khi mệt nhưng rất vui vì bà con quý mến, gia đình hạnh phúc.